Xin chào quý bà con, mình là Ly. Ngày hôm nay Ly giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cây ổi không hạt, dạng cây lớn của bên trung tâm cây giống nha. Cây trước màn hình quý bà con chúng ta, cây này là cây ổi không hạt mà trên cây nó đang có trái giống như thế này luôn rồi nè. Đó, cây này nó đang có trái luôn nha. Chúng ta lấy cây giống về là nó sẽ có trái ngay. Có trái để quý bà con chúng ta thưởng thức luôn nha. Đây, đây có hai trái nha. Dưới đây thêm trái nữa nè. Ổi không hạt thì bên trong nó hoàn toàn không hạt. Hình thể của cái trái ổi không hạt á, thì cái trái nó sẽ dài nha. Trái nó sẽ dài và nó sẽ khác với cái ổi lê đài loan hoặc là ổi nữ hoàng hoặc là ổi ruby nữa nha. Đó, cái trái nó sẽ dài, bên trong ăn nó không có hạt ha. Ăn cũng rất là ngon, ăn cũng rất là tiện nha bà con. Chúng ta không có cần bỏ cái hạt gì hết. Đây, có hai trái trên cây luôn nè. Số lượng thì bên Ly còn đâu đó khoảng chừng 10 cây thôi chứ không có nhiều nè. Đó, cây được nuôi chậu từ bé luôn. Quý bà con chúng ta có thể là về sang cái bồn mà to hơn nha, hoặc là trồng ra cái chậu to hơn. Cây này thì chúng ta cũng có thể là trồng ban công nha. Trên đây cũng có ăn trái nữa nè. Đây là cái lá ổi không hạt nha bà con. Đây là cái lá ổi không hạt nè. Cây rất là khỏe đẹp rồi. Thì bên Ly ngoài cây ổi không hạt ra thì có ổi ruby, ổi nữ hoàng và ổi lê đài loan luôn. Giống như cái lô bên đây là cái lô ổi nữ hoàng nè. Bên đây là lô ổi nữ hoàng, trên cây nó cũng đang có trái luôn nha. Trên cây nó cũng đang có trái rất là nhiều. Ổi nữ hoàng thì chúng ta ăn nó rất là giòn, rất là giòn nè, trái nhỏ nhỏ nè. Đó, trái nhỏ nhỏ như vậy thôi ha. Cây nào nó cũng đang có trái hết nha. Giá bán về cây ổi nữ hoàng là 500k trên một cây. Rồi bên Ly cũng có ổi ruby cây lớn nữa nha. Thì địa chỉ của trung tâm cây giống thì được đặt ở ấp Mỹ Hoa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy của tỉnh Tiền Giang nha. Thì bên Ly ngoài cung cấp cây giống nhỏ ra, cây trồng kinh tế hoặc là cây nhập khẩu ha, có thiết kế sân vườn nè, rồi có những cái cây cổ thụ giống như thế này luôn nha. Và bên Ly có hỗ trợ kỹ thuật trồng tại vườn luôn nha. Bây giờ Ly sẽ quay lại với cây ổi không hạt cho quý bà con chúng ta cùng xem nha. Chiều cao của cây ổi không hạt thì đâu đó nó cao khoảng là từ 1,5 m đổ lên ha. Cái hoành của cây thì nó to bằng cái cùm tay ha, cái cùm tay hoặc là to hơn tí xíu nữa nha. Đó, hai cây đây, hai cây còn bên trong còn đó thì cũng không có nhiều đâu, tại vì những cái cây mà có trái như thế này thì Ly dưỡng lại thì nó cũng không có nhiều, nhưng mà những cái cây chưa có trái thì nó có nhiều. Nếu anh chị này chúng ta quan tâm thích trồng ổi không hạt và đặc biệt trên cây nó đang sẵn trái thì cứ việc liên hệ trung tâm cây giống theo hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Nhắc điện thoại lên gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn cho quý bà con chúng ta kỹ hơn. Còn ngày hôm nay Ly giới thiệu về cây ổi không hạt cũng như là ổi nữ hoàng cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo. Cô chú anh chị là chúng ta quan tâm thì liên hệ trung tâm cây giống ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.